Chân dung ba trai đẹp của U23 Việt Nam được truy tìm nhiều nhất đêm qua, một trận đấu để lại quá nhiều cảm xúc. Buổi tối ngày 20 tháng 1 2018 chắc chắn sẽ đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với màn thể hiện xuất sắc của tuyển U23 Việt Nam trước tuyển U23 Iraq, kể từ đó giành tấm vé tiến thẳng vào bán kết. Sau trận đấu, mọi người thi nhau viết status chúc mừng, kéo nhau ra đường ăn mừng, đốt pháo giăng cờ Việt Nam, không khí tự hào len lỏi khắp mọi nơi. Hòa cùng không khí đó, danh tính ba anh chàng cầu thủ vừa đẹp trai, vừa tài năng của đội tuyển trong trận đấu này cũng đã được các cô gái truy lùng, đó chính là ba cái tên sau. Thủ môn Bùi Tiến Dũng. Để làm nên thành công của trận đấu hôm nay, không thể không nhắc tới màn bắt bóng thần sầu của thủ môn này ở quả penalty đầu tiên của đội tuyển Iraq. Bên cạnh tài năng vẻ đẹp trai nam tính của Tiến Dũng đã khiến các cô gái siêu lòng. Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997, từng cùng đội tuyển quốc gia tham gia tại giải U20 World Cup. Anh từng chinh chiến qua rất nhiều giải đấu như giải giao hữu World Cup M150, vòng chung kết U23 châu Á, vòng chung kết U19 châu Á. Ban đầu, may mắn chưa mỉm cười với Tiến Dũng khi chưa trao cho anh cơ hội thể hiện, nhưng dần dần các huấn luyện viên cũng đã nhìn ra tố chất của anh. Và trận đấu ngày 20 tháng 1 chính là dịp Tiến Dũng thể hiện tài năng của mình. Điềm tĩnh tự tin, đi kèm với sự nam tính, đây chính là cái tên được các cô gái réo gọi nhất đêm 20 tháng 1. Hậu vệ Bùi Tiến Dũng, khoảnh khắc chàng cầu thủ cởi áo ăn mừng pha đá penalty thành công của mình, qua đó khoe cơ bụng sáu múi đã lọt vào mắt của các cô nàng mê trai đẹp. Ngay lập tức danh tính của anh chàng được truy lùng, thật bất ngờ khi cầu thủ này cũng là tên Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng sinh năm 1996, mang áo số 4, hiện là hậu vệ của U23 Việt Nam. Từ một cầu thủ vô danh của trung tâm bóng đá Viettel, anh đã bất ngờ được triệu tập vào đội tuyển U19 Việt Nam để tham dự giải U19 Đông Nam Á 2014. Từ cột mốc đấy, anh đã thăng tiến không ngừng. Ở bất kỳ giải đấu nào, Tiến Dũng cũng được khen ngợi vì những màn thể hiện xuất sắc của mình. Ngoài tài năng và sự tập trung trong chuyên môn, Tiến Dũng còn được yêu mến bởi sự cần cù, chăm chỉ và kỷ luật của mình. Các lứa cầu thủ đàn em rất hâm mộ Dũng, xem anh là một tấm gương để noi theo. Đỗ Duy Mạnh, trong màu áo số 11, chàng cầu thủ trong bức ảnh dưới đây đã khiến hội chị em thổn thức và info anh chàng cũng đã được lộ diện. Đó là tiền vệ Đỗ Duy Mạnh sinh năm 1996. Chơi chuyên nghiệp tại câu lạc bộ Hà Nội T&T, anh chàng này từng được mệnh danh là máy quét bởi khả năng chơi bóng thần sầu của mình. Năm 2016, anh từng được tờ báo bình chọn là 5 cái tên thuộc khu vực Đông Nam Á, đáng xem nhất ở giải AFC. Ở thời của huấn luyện viên Toshiya Miura, Duy Mạnh còn là con cưng của ông. Anh luôn được lựa chọn cho tuyến giữa. Dù tuổi đời còn rất trẻ ở tuổi 19, Duy Mạnh đã là trụ cột của Hà Nội, T&T cũng như đội tuyển Việt Nam. Trên trang cá nhân, Duy Mạnh cũng up rất nhiều ảnh đời thường. Anh sở hữu chiều cao 1m84, với đôi mắt một mí, mũi cao, răng khểnh. Trông Duy Mạnh rất đẹp trai, không thua gì các anh chàng Hàn Quốc. Những cách đối phó cứng rắn khiến anti-fan tái mặt của sao Việt. Nhật Kim Anh đến tận nhà để đối chất. Mới đây trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cô đến tận nhà anti-fan để đối chất trước những tin đồn thất thiệt như cô chơi thuốc lắc đập đá nặng nề hơn là ngủ với tất cả đàn ông trong showbiz. Bài đăng của Nhật Kim Anh trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đến tận nhà anti-fan để đối chất trước những thông tin không đúng ảnh hưởng đến uy tín của mình, Nhật Kim Anh ngay lập tức đã nhờ công an vào cuộc xác minh chủ tài khoản và tìm đến tận nhà đối tượng để đối chất. Sau khi thẳng thắn đối chất, Nhật Kim Anh cho biết khi đến tận nhà bạn rất sợ và hoảng loạn. Bạn này đối đó không phải tài khoản của bạn, có ai đó đã giả bạn ấy muốn hại bạn ấy và hại luôn mình. Bạn ấy nói chỉ dùng có một tài khoản thôi, với thái độ thành khẩn của bạn, mình tạm tin như vậy. Ngô Thanh Vân làm việc đến cùng khi bị quay lén phim. Ngày 13 tháng 11, bộ phim Cô Ba Sài Gòn của đã nữ Ngô Thanh Vân sản xuất đã bị livestream tại một cụm rạp chiếu phim. Đối tượng thực hiện hành vi này là Trường, sinh năm 1998, cư trú tại Vũng Tàu, hiện đang là sinh viên. Trong biên bản lập ngay tại hiện trường, Trường cho biết mình livestream nhằm mục đích câu like. Sau khi sự việc được phơi bày, không chỉ ekip sản xuất phim mà khán giả đại chúng, giới truyền thông, các nhà làm phim khác để thể hiện sự phẫn nộ của mình. Bởi lẽ một bộ phim là công sức của hàng trăm người, việc livestream chiếu bất hợp pháp trên mạng xã hội sẽ gây thiệt hại đến doanh thu phim.
Tuy nhiên, cũng không ít khán giả bày tỏ sự bức xúc, thậm chí là tức giận trước hành động thiếu ý thức này. Đỉnh điểm của sự việc chính là nhà sản xuất nữ diễn viên Ngô Thanh Vân đã đích thân vào bình luận can ngăn hành vi này. Em ơi đừng làm vậy, hãy để khán giả ra rạp xem em ơi. Thậm chí sau đó chị còn đau đớn nói, em làm vậy thì em đang giết phim Việt đó. Ngô Thanh Vân đích thân vào bình luận can ngăn anti-fan, vì thế mà bất chấp những lời khuyên ngăn của khán giả lẫn nhà sản xuất, fanpage này vẫn tiếp tục livestream. Sau đó Ngô Thanh Vân cũng có những lời chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Tuấn Hưng đáp trả gay gắt khi cần. Tuấn Hưng vốn nổi tiếng là nam ca sĩ nóng tính nhất nhì showbiz Việt. Đặc biệt khi những thành viên trong gia đình anh bị đụng chạm, Tuấn Hưng sẽ không ngại ngần đáp trả. Cách đây không lâu, một anti fan nữ đã vào bình luận ảnh của anh chê bé Su Hào bằng lời lẽ khá độc địa. Cô gái nói Su Hào mắc lác, sau đó còn chửi bới thô tục. Trong một cuộc giao lưu trực tuyến gần đây, Tuấn Hưng tâm sự rằng trước khi đi ngủ, anh luôn đọc một loạt comment của mọi người trên fanpage gần 4 triệu fan để lắng nghe suy nghĩ của mọi người về mình, cả khen chơi, chửi bới, động viên khích lệ, cả góp ý của những người nhỏ tuổi hơn mình. Tuấn Hưng từng nổi nóng đòi giết người khi có bình luận ác ý về con trai mình. Tuấn Hưng từng đăng đàn tức giận và sẵn sàng tìm gặp anti-fan để làm rõ mọi chuyện khi con trai anh bị mang ra chê bai. Tóc Tiên giải thích cho anti-fan hiểu rồi tiễn khách. Có thể nói rằng Tóc Tiên là nghệ sĩ chăm chỉ trả lời bình luận của anti-fan nhất nhì showbiz Việt. Được biết khi MV Walk Away của Tóc Tiên trình làng, nhiều ý kiến trái chiều về phần thể hiện cũng như nội dung bài hát không được như mong đợi. Tóc Tiên đã có màn đáp trả rất dài và còn thẳng thắn khuyên anti-fan này nên biến, khiến nhiều khán giả bất ngờ. Tóc Tiên luôn sẵn lòng đáp trả anti-fan khi bị công kích. Khi bị anti-fan công kích cặp kè đại gia để làm MV, Tóc Tiên cũng không ngần ngại thẳng thắn đáp trả. Trước đó, khi bị một số anti-fan chỉ trích khá gay gắt và cho rằng gu ăn mặc của nữ ca sĩ có phần phản cảm, cụ thể một cư dân mạng viết thấy gớm, cởi truồng luôn đi cho dễ coi hơn, không hề né tránh, Tóc Tiên thẳng thừng đáp trả. Chị ơi chị, đừng để con mình đọc những dòng này nha, nó sẽ xấu hổ về mẹ mình lắm đó. Vốn nổi tiếng là một nữ ca sĩ thẳng tính, phản ứng dữ dội của Tóc Tiên không khiến nhiều người bất ngờ. Thậm chí cô còn khuyên anti-fan không nên để con cái đọc những bình luận vô văn hóa của mẹ trên mạng xã hội. Lan Khuê dạy cách bình luận văn minh. Lan Khuê được khán giả yêu mến hơn và trở thành ngôi sao hàng đầu của showbiz sau khi đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015, top 11 Hoa hậu Thế giới 2015, luôn có cách ứng xử chừng mực và khôn ngoan. Trước những luồng ý kiến trái chiều về mình trên Facebook, cô đều làm lơ cho qua. Cách đây không lâu, Lan Khuê đã gửi khiếu nại đến ban giám hiệu của một trường trung học cơ sở Hải Phòng về trường hợp một số học sinh đã sử dụng Facebook bình luận thô tục trên trang cá nhân của mình. Lan Khuê cho biết nếu là bình luận của những khán giả trưởng thành cô sẽ bỏ qua như những lần trước. Nhưng đây lại là lời nói thô tục xúc phạm danh dự người khác, xuất phát từ một học sinh trung học, chưa đủ tuổi vị thành niên khiến cô khó lòng chấp nhận. Lời khiếu nại của cô đã được ban giám hiệu tiếp nhận, đồng thời người đẹp cũng đã nhắn với phụ huynh của học sinh trên để có cách nhắc nhở, giáo dục ý thức trong việc sử dụng Facebook sao cho hợp lý và văn minh. Duy Mạnh đối đáp thẳng thắn, không phân biệt tuổi tác và đẳng cấp. Cách đối đáp không e dè, kiêng nể ai của Duy Mạnh trên mạng xã hội còn được nhiều khán giả đặt cho biệt danh là Thánh Comment. Anh cho biết mình luôn mở comment để tất cả mọi người có thể nói chuyện bình đẳng với nhau, không phân biệt già trẻ lớn bé, đẳng cấp gì cả mà chỉ có đúng hoặc sai. Duy Mạnh không ngại anti-fan là trẻ hay trai gái mà chỉ quan trọng chuyện đúng sai. Bình luận khóa mõm của Duy Mạnh dành cho anti-fan. Trường Giang Nhà Phương hôn nhau thì ít, hôn bạn diễn thì quá nhiều. Điểm lại những nụ hôn của cặp đôi này với các diễn viên mà khán giả ai cũng ngỡ ngàng vì có rất nhiều lần như thế. Thời gian qua, khán giả vẫn còn chưa hết xôn xao vì câu chuyện tại buổi lễ trao giải Mai Vàng 2017. Theo đó, Trường Giang bất ngờ cầu hôn bạn gái Nhà Phương trước hàng trăm khán giả và đồng nghiệp. Trường Giang còn cầm nhẫn trên tay tuyên bố hùng hồn, từ hôm nay nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, thậm chí là hơi thở của anh, tất cả là của em, từ hôm nay hãy gọi anh là chồng. Đây là lần hiếm hoi mà khán giả chứng kiến được khoảnh khắc Trường Giang ôm hôn Nhà Phương rất ngọt ngào, bởi lẽ từ lúc công khai yêu nhau đến nay, cả hai nhân vật này thường hạn chế chia sẻ khoảnh khắc tình tứ với nhau. Hầu hết khán giả đều thấy Nhà Phương Trường Giang hôn bạn diễn rất thường xuyên. Đây chính là một điểm khá đặc biệt của cặp đôi này, khi yêu nhau, thậm chí nhiều người còn hớm hỉnh, họ hôn nhau khá ít, nhưng hôn bạn diễn lại vô số.
Angela Phương Trinh là người được Trường Giang chọn đóng cặp trong phim điện ảnh Taxi Em Tên Gì của đạo diễn Đức Thịnh. Có lẽ vì đã chọn mặt cửi vàng nên Trường Giang rất diện ăn ý với cô nàng. Cũng trong dự án này, cả hai đã có những khoảnh khắc rung động trước đối phương và dẫn đến chuyện xuất hiện cảnh hôn nhau trên màn ảnh. Tại chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Trường Giang liên tục bị nhắc nhở vì thường xuyên hôn bạn diễn. Phương Trang cũng là một trong những người bị Trường Giang đẩy vào tình huống oái âm khi liên tục lao vào ôm hôn. Nam diễn viên thân thiết với đồng nghiệp trong hậu trường thế này đây. Người đẹp nam em vừa thẹn thùng vừa giật mình khi Trường Giang ôm hôn. Tháng 5 2015, khi được vinh danh ở hạng mục nghệ sĩ hài được yêu thích nhất, Trường Giang đã ôm chặt vào hôn đàn chị Việt Hương trước khi lên nhận giải. Khi đang giao lưu cùng khán giả, Minh Hằng bối rối và thảng thốt khi Mười Khó bất ngờ quay sang bày tỏ tình cảm. Đầu tháng 11 2015, Trường Giang tổ chức live show đầu tiên mang tên Chàng Hề Xứ Quảng. Anh có khá nhiều tiết mục diễn chung tình tứ với cô ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Sánh đôi cùng Cẩm Ly trên thảm đỏ trong một sự kiện diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 12 2015, Trường Giang khiến chị Tư ngỡ ngàng khi bất ngờ hôn nhẹ lên má. Trường Giang cũng từng cưỡng ôm và cưỡng hôn Thủy Tớp. Thậm chí nam diễn viên từng hôn bạn diễn trước mặt Nhã Phương. Bên cạnh đó, Nhã Phương cũng có khá nhiều cảnh hôn ngọt ngào với bạn diễn nam trong các dự án nghệ thuật. Thậm chí Nhã Phương và Ngô Kiến Huy từng đóng chung phim và có cảnh hôn nhau. Cả hai phải thực hiện phân cảnh này đến 8 tiếng và đây cũng là điều mà nam ca sĩ thấy ám ảnh. Mỗi lần tình tứ Nhã Phương, Ngô Kiến Huy đều bật cười và nghĩ ngay đến Trường Giang. Dù đây là phân cảnh khá đơn giản, nhưng cả hai phải quay suốt từ sáng đến chiều mới hoàn thành xong. Trong phim Tuổi Thanh Xuân, Nhã Phương cũng tiết lộ về hậu trường cảnh hôn bạn diễn KTO tới hơn 30 phút. Nhã Phương cho biết cô khá ngại ngùng khi hôn bạn diễn lâu đến như thế. Có lần Nhã Phương còn chủ động khóa môi Trấn Thành trong sản phẩm hài khá nổi tiếng. Gần đây nhất, Nhã Phương hôn Trung Quân trong MV Trong Trí Nhớ Của Anh.